cái bài tiếp theo, bài cuối cùng. Không phải, bài quá khứ vị lai cùng cùng, 131. Quá khứ là câu mở là quá khứ, mà câu hỏi là vị lai, đúng không? Phần cùng cùng. Câu số mấy đây? Câu số 1281, đúng không? Học nhiều quá rồi chắc bỏ lại cũng gần hết rồi. Rồi, theo dõi chưa? Bởi vì cái hơi rắc rối á, hơi nó làm rối não, bởi chữ biến đi, biến đi, biến đi đó. Đúng vậy, hãy bỏ qua chữ biến đi đi, mà hãy nhớ cái thời đó, sẽ, đang và từng. Rồi, cái biến đi rắp như rắp vô thôi, nó sẽ không có rối. À, nghe này, phần quá khứ vị lai đúng không? Thì câu mở sẽ là quá khứ, mà câu hỏi sẽ là vị lai. Vậy thôi, có gì đâu. Tới đây gạo đã nấu một cơm rồi mà. Đi từ trước tới giờ tới đây rồi. Quá khứ vị lai. Rất lắm. Ông nó. 1284 đúng không? Đúng rồi. Lấy sắc quẩn gốc đi là quá khứ. Thì sẽ có là người nào từng biến đi sắc quẩn thì người đó sẽ biến đi thọ quẩn, phải chăng? Tại vì thọ quẩn là ngọn đúng không? Mình ngọn đi với thời vị lai thì sẽ. Vậy còn gốc đi với thời quá khứ là từng đúng không? Thì người nào từng biến đi sắc quẩn thì người đó sẽ biến đi thọ quẩn, phải chăng? Thì cái người nào từng biến đi sắc quẩn, lấy chi pháp ơi, người tứ quả đúng không? Cái người tứ quả sẽ biến đi thọ quẩn, đúng hay sai? Đó, sai, cho nên Đức Phật ngài đáp không phải. Thì nếu lấy chi pháp thì câu mở là người tứ quẩn, đúng chưa? Tứ quẩn chứ sẽ mà đâu qua người tứ quả, đúng là người tứ quả. Rồi, rồi nắm được chưa? Rồi chúng ta qua cái vấn ngược. Hay là người nào sẽ biến đi thọ quẩn thì người ấy từng biến đi sắc quẩn, phải chăng? Thì người nào mà từng, người nào sẽ biến đi thọ quẩn thì là cái người sẽ đắc đạo đúng không? Người sẽ đắc đạo sẽ là cái người phàm hữu phận ba thánh đạo đà thấp, ba thánh quả thấp đúng không? Mà những người này từng biến đi sắc quẩn, phải không? Không, cho Đức Phật ngài đáp không phải. Nắm rõ ra chưa? Rõ không? Hiểu không? Không qua được chưa? Rồi, chúng ta qua cái vùng đồi khác. Đã quá khứ vị lai thì cái phần câu mở thuộc quá khứ, một câu hỏi thuộc vị lai thôi, chứ nói gì đâu. Chúng ta thọ quẩn gốc hữu ngọ quẩn rồi. Thôi mình coi nhìn đây là mình như đó, mình cũng đâu đủ thuộc rồi. Lấy cái thọ quẩn thuộc về quá khứ, mà cái tưởng quẩn thuộc vị lai, vậy thôi. Thì coi người nào từng biến đi thọ quẩn thì người ấy sẽ biến đi tưởng quẩn, phải chăng? Cái người nào từng biến đi thọ quẩn là người nào? Tứ quả,
người cứu quả sẽ biết đi năm bữa, không phải đúng không? Chứ không phải đáp không, không phải trẻ được rồi đúng không? Phải chưa? Rồi chúng ta có hiểu không? Có hiểu không? Cái nhóm dưới, cái nhóm dưới dưới có hiểu không? À, đang xây nhà lầu hay sao mà gạch hoài vậy? Rồi chúng ta quay ngồi lại đứng ngược, hay là người nào sẽ biến tri tưởng vững nè, cái người nào sẽ biến tri tưởng vững, người sẽ đắc đạo đúng không? Thì người sẽ đắc đạo gồm có là phạm hổ phận ba thánh đạo thấp, ba thánh quả thấp đúng không? Thì người đó từng biến tri thọ vững phải chăng? Không phải đúng không? Đức Phật ngài đáp cũng không phải đúng không? Nắm được không? Được không? Rồi còn phần này mà quý vị mà không nắm được, qua phần đế xong thì có dứt dắt chịu không nổi luôn á. Mà không biết có nên dạy đế xong không? Theo ý quý vị có nên học đế xong không? Nên không? Rồi bây giờ chúng ta qua phần đối lập, phần cuối, bài cuối của bằng vẫn xong. Quá khứ, vị lai, đối lập. Sắc cụ gốc. Một, hai mấy? Một, hai, chín, một. Hai, chín, một, đúng rồi. Quý vị tạm thời bỏ cái biến tri quan bên, chỉ nhớ cái thời thôi, rồi lấy chi pháp của cái thời của người đó thôi. À, người nghe đây. Người nào không từng biến tri sắc quẩn, vậy chúng ta thấy người nào không từng biến tri sắc quẩn? Người từng biến tri sắc quẩn là bậc tứ quả đúng không? Không từng biến tri sắc quẩn thì chúng ta bỏ cái người tứ quả ra thì còn lại chín người đúng không? Nắm được chỗ này chưa? Rồi không ở. Người nào không từng biến tri sắc quẩn, rồi chi pháp chúng ta bỏ người tứ quẩn ra, cái quên người tứ quả ra thì chỉ còn lại là phạm vô phận, phạm hữu phận, rồi ba đạo thất, ba quả thất. À, người tứ đạo đúng không? À, chúng ta đưa cái người tứ quả, lấy người tứ quả ra thì còn lại những người này đúng không? Những người này là những người không từng biến tri sắc quẩn, đồng ý chưa? Rồi câu hỏi, người ấy sẽ không biến tri thọ vẩn phải chăng? Đây, bây giờ chúng ta mới nhìn vô trong cái chi pháp của câu mở, là chúng ta mới thấy là câu hỏi là người ấy sẽ không biến tri thọ vẩn. Thì trong này chúng ta nhìn vô, chúng ta thấy phần của phần nè, ba đạo thấp nè, ba quả thấp là sẽ chứng đạo không? Mà sẽ chứng đạo thì sẽ biến đi đúng không? Cho nên Đức Phật ngài bác bỏ ở cái vế đầu, ngài lấy cái người này đó bác bỏ ở vế đầu. Hiểu cái này chưa? Đức Phật ngài đáp rằng với những người sẽ chứng đạo
Những người đó không từng biến tri sắc quẩn nhưng sẽ biến tri thọ quẩn. Hiểu như này chưa? Rồi, chúng phần lấy những người còn lại là phần một phần nè. Rồi người tứ đạo nè. Và những người này là không từng biến tri sắc quẩn mà cũng sẽ không biến tri thọ quẩn, đúng chưa? Cái người phàm vô phần, cái người này là không cần biến đi sắc quẩn, đúng chưa? Mà cái người này cũng sẽ không biến đi tưởng quẩn, đại phúc đắc đạo mà. Còn người tứ đạo cũng vậy, người tứ đạo là cái người không cần biến đi sắc quẩn, đúng không? Đang mà sẽ không cần, tức là người tứ đạo không cần biến đi thọ quẩn, đúng không? Không cần biến đi sắc quẩn mà cũng sẽ không biến tri thọ quẩn, đúng chưa? Để cho nên Đức Phật này chấp nhận ở cái phía sau. Nên cái câu đáp của Đức Phật là gì? Là với những người sẽ chứng đắc đạo, những người ấy không từng biến tri sắc quẩn nhưng sẽ biến tri thọ quẩn, đúng không? Còn với người tứ đạo và người phàm vô phần, tức là với người phàm không chứng đắc đạo, những người ấy không từng biến tri sắc quẩn cũng sẽ không biến tri tự thọ quẩn. Nắm được chưa? Nó chỉ nó làm cho một số cái chữ biến tri hay là những cái quẩn thôi, chứ không có gì hết. Chúng ta lấy A là người phàm vô phần, đúng không? Ba đạo thấp, ba quả thấp. Rồi B là người tứ đạo, phàm vô phận. Câu hỏi là B. Hiểu chưa? Thông qua được chưa? Này, chúng ta qua câu huấn luyện. Huấn luyện. Hay là người nào sẽ biến, người nào sẽ không biến đi họ vẫn, người ấy không đang biến đi sắc quẩn, phải chăng? Đối lập mà. Hay là người nào sẽ không biến đi thọ quẩn thì người ấy không đang biến đi sắc quẩn, phải chăng? Không từng, đúng rồi, không từng biến đi sắc quẩn, phải chăng? Chúng ta lấy chi pháp câu mở. Người nào sẽ không cái gì, lưu ý cái thời điểm này thôi, sẽ không biến đi thọ quẩn. Thì chúng ta lấy chi pháp là cái người nào sẽ không biết đi thọ quẩn thì người nào biết đi, cái người sẽ biết đi thọ quẩn chúng ta bỏ ra, đúng không? Mà người mà sẽ biết đi thọ quẩn là người sẽ đắc đạo, đúng không? Thì bỏ những cái người sẽ đắc đạo ra, đúng không? Thì còn lại những người là sẽ không biết đi thọ quẩn, đúng không? Thì chúng ta sẽ có là gì? Là người tứ quả nè, tứ đạo nè, đúng không? Và vô phần, đúng không? Đủ chưa? Đúng rồi, 9 người. Chúng ta bỏ ra ra 7 người, 7 người còn lại 3 người, đúng rồi. Người sẽ đắc đạo mấy người?
7 người đúng không? Chúng ta bỏ 7 người thì còn lại 3 người. Đúng chưa? À, rồi câu hỏi. Người ấy không từng biến đi sắc tưởng phải chăng? À, thì bây giờ chúng ta mới nhìn vô trong này, chúng ta thấy cái người nào mà đã từng biến đi sắc quẩn, chúng thấy cái người cứu quả đúng không? Cho nên Đức Phật Ngài lấy người cứu quả đáp bác bỏ phía trước rằng với người cứu quả thì không từng biến đi sắc quẩn, nhưng ô ba sợi với người cứu quả sẽ không biến đi thọ quẩn nhưng từng biến đi sắc quẩn, đúng chưa? Rồi Đức Phật lấy những người còn lại đáp chấp nhận. Còn với những người tứ đạo và người phàm không chứng đắc đạo, những người đó sẽ không biến đi thọ quẩn, cũng không từng biến đi sắc quẩn. Thấy chưa? Nắm được chưa? Vậy chúng ta lấy chi pháp A bạn. Người tứ quả đúng không? B, người tứ đạo phàm vô phần, xong. À, chúng ta qua một đôi nữa. Giống vậy thôi à, trẻ được bắt đầu biết mắt sao nguy hợp thì thôi. Nghe đây, quấn xôi, người nào không từng biến tri thọ quẩn, những người nào không từng biến tri thọ quẩn thì chúng ta phải bỏ cái người tứ quả ra đúng không, thì còn lại là những người không từng biến tri thọ quẩn, đúng chưa? Thì gồm có hai phàm, ba thánh đạo thấp, ba thánh quả thấp và người tứ đạo, đúng không? Có phải vậy chưa? Thì những người ấy sẽ không biến tri tưởng quẩn phải chăng? À, thì chúng ta thấy là cái người mà chứng đắc đạo là sẽ biến tri tưởng quẩn. Người sẽ chứng đắc đạo thì người đó sẽ biến tri tưởng quẩn, đúng không? Nói chung là cái người sẽ chứng đắc đạo là người đó sẽ biến tri năm quẩn. Chúng ta lấy một quẩn thôi, để người sẽ chứng đắc đạo thì người đó sẽ biến tri tưởng quẩn, đúng không? Mà trong câu hỏi là người ấy sẽ không biến tri tưởng quẩn phải chăng, khi Đức Phật Ngài lấy cái người đó đáp bác bỏ ở phía trước. À, với những người sẽ chứng đắc đạo, những người ấy không từng biến tri thọ quẩn nhưng sẽ biến tri tưởng quẩn. Rồi Đức Phật Ngài lấy những người còn lại đáp chấp nhận. Còn đối với những người tứ đạo và những người phàm không chứng đắc đạo thì những người này không từng biến tri thọ quẩn cũng sẽ không biến tri tưởng quẩn. Rõ chưa? Giống như câu 1 á, câu 1 mình hiểu rồi, câu này cũng vậy à. Chẳng qua nó khác thì cái quẩn thôi cái gì đó. Bây giờ chúng ta qua cái quẩn ngược. Hay là người nào sẽ không biến tri thọ quẩn tưởng quẩn chứ, đúng rồi. Hay là người nào sẽ không biến tri tưởng quẩn
thì người ấy không cần biết đi họ vẫn phải chăng? Thì người nào mà sẽ không biết đi thì tưởng vững thì chúng ta loại trừ những cái người sẽ chứng bất đạo ra rồi, thì còn lại là những người sẽ không biết đi năm vững, đúng không? Thì cái người mà sẽ chứng bất đạo thì chúng ta loại trừ là phàm hữu phần, ba thánh đạo thấp, ba thánh quả thấp. Thì còn lại là những người này, những người đó là sẽ không biến đi thọ quẩn, đúng chưa? À, thì chi pháp đó chính là cái người tứ quả nè. Mình loại trừ cái kia mấy người rồi? Bảy người thì còn lại ba người, đúng không? Thì còn lại người tứ quả, người tứ đạo và người phàm vô phần, đúng chưa? À, thì những người ấy không từng biến đi họ cũng mới chăng, thì chúng ta thấy cái người tứ quả là người từng biến đi tưởng vững. Thấy qua người tứ quả là người từng biến đi thọ quẩn, đúng không? Nói chung là người tứ quả là người từng biến đi năm quẩn. Mình đây nó hỏi là người ấy không từng biến đi thọ quẩn thì người tứ quả là người từng biến đi thọ quẩn, đúng không? Cho Đức Phật ngài lấy người tứ quả đã bác bỏ ở phía trước rằng với người tứ quả không từng, với người tứ quả sẽ không biến đi tưởng vững nhưng từng biến đi thọ vững. Còn với những người tứ đạo hoàn toàn như phàm nhân không chứng đắc đạo quả, không chứng đắc đạo, thì những người này không từng sẽ không biến đi tưởng vững, cũng không từng biến đi thọ vững. Nó cũng giống như công sơ đây kia rồi, nó làm cho quý vị rối trí ở chữ biến đi, đúng không? Với cái người vậy thôi, chúng có gì hết. Rồi à, tới đây là coi như chúng ta chấm dứt cái phần quẩn xong. Còn đây là lần đầu tiên mà sẽ chấm dứt cái bộ môn dạy. Lần trước lúc nào cũng dạy dở, dạy bộ duyên thì cũng tới nửa chừng cái bị bệnh nghỉ, đúng không? Dạy bộ sắc pháp nửa chừng cũng nghỉ, đúng không? Dạy bộ cà thao quá thú nửa chừng cũng nghỉ, đúng không? Cái này là lần đầu tiên dạy xong luôn. Bây giờ hỏi quý vị nè, quý vị có cần học tiếp hay không? Hả? Lại về cái phần thực tế xong á, chị soạn cách đây khoảng gần 3 tháng giờ mà soạn lại á, nó tới cái phần hiện tại quá khứ rồi. Nhưng mà giờ biết rồi, cái thôi giờ duyên tới đâu tới, học tới đó, đúng không? Mà sức khỏe sẽ cũng có dạng bê bối lắm rồi á. Ở đây á, trong cái phần mà đế xong á, yêu cầu quý vị về coi lại trước giùm. Thứ nhất, bản tâm lộ nha. Rồi thứ hai, mình đế xong á, cực kỳ hay. Mà cái phần mà đế xong mà quý vị mà nắm bắt được á, về cái cơ hội mà gặp được Đức Phật Di Lặc á rất là cao. Bởi vì Đức Phật Di Lặc lúc nào cũng cái bài kinh đầu tiên á, lúc nào cũng là khai mở cái bánh xe pháp chạy, gọi là kiểu pháp luân, cũng nói về cái tứ đế thôi. Mà mình chưa hiểu cũng ráng cố gắng hiểu, để tới chừng đó mà nghe lại là mình hiểu thêm. Mà hãy hiểu thêm thì dễ chứ nó tạo quả, phải không? Mà biết đâu trong kiếp này nghe xong vào 5.000 năm, quý vị đừng nguyện tập bậy thôi. Năm mà gọi là cái sanh thì cõi chư thiên đó, đừng có nguyện cho con được sanh làm người ở Bồ Đề Đạo Tràng nha. Trong chú giải nói là trong 7
trong sau 5000 năm á, các xá lợi các nơi tụ về Bồ Đề Đạo Tràng thuyết pháp 7 ngày, từ trong xá lợi thuyết pháp 7 ngày. À, chúng sanh cái này chị nói chữ chúng sanh á, cho nên mới khổ đời sau á, chúng sanh á, thành đạo vô số nha. Nhưng mà xin thưa rằng vào 5000 năm cái người mà chứng đắc được đạo đó, chứng đắc đạo quả đó, không phải là con người, không phải còn là người nữa. Bởi vì người lúc đó không còn tin, đúng rồi, tin Tam Bảo đâu. Tại vì lúc đó khoảng 5000 năm á, là những vị tỳ khưu chỉ có mảnh giả vàng đắp đi chai thôi, hay là có một cái khăn vàng quấn vô tay để chứng tỏ mình là người tu. Người tu mà vẫn đi làm ruộng nè, làm ruộng là hiền đó, đi săn bắn nè, họ đi làm đánh đại lưới nè, vân vân, làm đủ mọi chuyện hết. Mà bây giờ chúng ta thấy có rồi đó, chứ không phải không có đâu, bây giờ chúng ta có rồi đó nha. Mà cái vấn đề mà những sa môn giả hiệu chui vô rất là nhiều. Hôm qua mới lái xe ôm đúng không? Hôm nay đắp đi vô, cạo cái tóc đắp đi vô đi bác. Đi bác xong xuôi có tiền về cởi ra nè, cởi y ra đúng không? Uống rượu đánh bài nè. Quý vị đặt ta bác hỏi cái đó là vô tình tiếp tay cho những kẻ xấu len lỏi vô quần áo. Mà cái dạng này giang hồ gọi là siêu lô, không biết siêu lô không biết hả? Gọi là siêu lô tức là siêu lô can. Siêu lô can tức là hôm qua còn chạy nhiều lắm, cái nào mà gọi là cái đặt bác hỏi á, quý vị không tin nè, cái đặt bác hỏi quý vị lên Phước Sơn rồi ngồi. Mà hôm qua mới còn chạy xe ôm nha, hôm qua còn mới vô quán nhậu nha, mà hôm nay đắp cái gì lên rồi. Thôi giờ chúng ta hồi hướng đi, hồi chuông bác tử tới rồi đúng không? Rồi tuần sau chúng ta nếu có duyên lành chúng ta bắt đầu học bài đế xong, bảo về coi bài 1, bài 2 hoàn đế xong. Giờ chúng tôi yêu cầu quý vị nè, về coi dòng bản tâm lộ. Thứ hai, người có bao nhiêu tâm. Thứ ba là coi về phần tứ đế, trong những cái phần tứ đế mà như có đưa bản rồi đúng không? Tứ đế là trường trung học, những cái chi pháp của tứ đế nè, có những cái đưa lên trên đang rồi đúng không? Nhớ coi bản tâm lộ, nhất là bản tâm lộ tại ngày trong cái cá tính từ lúc luân hồi cho đến khi chúng ta tạo rất là hay, những cái chuyện rất là hay. Yeah.